Hello, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã xem video này của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái nội dung kiến thức rất là hay. Đó chính là xây dựng đấy một cái hệ thống recommend system, một cái hệ thống đề xuất bài hát trên Spotify và với chúng ta sẽ code, được chưa? Chúng ta sẽ code cả web luôn bằng Flask. Đấy. Thì mình cũng muốn nói trước với các bạn là mình làm những cái nội dung này, slide này chỉ trong một thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng 10 phút thôi. Bởi vì nghĩa là mình đọc xong cái là mình quay video luôn. Bởi vì cho nên là có thể là có những cái phần mà nội dung mình nói nó sẽ hơi vấp một chút, thì hy vọng mọi người sẽ hoan hỉ nhá. Và ở đây có một cái điều đặc biệt mà mình nói trong video này là mình mới chỉ đang nói về phạm vi lý thuyết để chúng ta hiểu được là cái luồng công việc đấy nó chạy ra như thế nào, chứ còn code thì là nó đã có sẵn rồi, mình sẽ áp code lên trên GitHub hoặc là các bạn có thể lấy luôn cho short code luôn, nên là đâm ra là nó rất là dễ dàng thôi. Về cơ bản là chúng ta phải hiểu được là cái hệ thống này nó chạy như thế nào đấy, và nó đề xuất như thế nào mà để nó có thể giải quyết được cái phần bí ẩn, đúng không nhỉ, của một cái hệ thống khuyến nghị ở trong trong bất cứ một cái bài, một cái mạng xã hội nào đấy, chúng ta sử dụng thuật toán nào, thì đó là cái video này sẽ giải thích cho các bạn được điều đó. Rồi thì mình sẽ chia bài này ra thành 3 phần, thực ra là có 4 phần. Phần thứ nhất là phần trích xuất dữ liệu, phần thứ hai là phần xây dựng hệ thống đề xuất, tức là phần code thuật toán, phần thứ à rồi phần cuối cùng là triển khai trên Spotify với web và sử dụng backend là Flask. Đấy. Thì nó có một cái phần nữa là cái phần số 2, tức là sử dụng thuật toán phân cụ. Nhưng tuy nhiên thì cái thuật toán này là nó có một cái độ nhận diện nó không tốt. Đấy, kết quả nó không tốt nên là mình đã loại bỏ cái thuật toán phân cụ này ra khỏi cái nội dung của cái video này. Được chưa? Rồi, thế thì trước tiên là mình cũng sẽ phải giới thiệu với các bạn như thế nào được gọi là một cái bài toán phân cụ và nó có cái pipeline chung nó là cái gì. Thì một cái mục tiêu của một mình nói chung này, một mục tiêu của một thuật toán bất kỳ đấy là đề xuất hoặc là dự đoán, thì nó phải dựa trên những cái dữ liệu của chúng ta hoặc là dựa trên toàn bộ những cái cơ sở dữ liệu của người dùng. Và hay nói cách khác là có những cái cách thì nó phải bắt đầu từ cái dữ liệu đầu tiên của người dùng. Đấy, do đó với bất cứ một cái pipeline của một cái hệ thống khuyến nghị nào thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải trích xuất được cái dữ liệu từ cái tập dữ liệu đó, và sau đó chúng ta phải xử lý trên cái tập dữ liệu đó, đúng không? Tìm những cái đặc điểm tương đồng giữa các cái bài hát hay như là giữa các cái đặc điểm của người dùng với nhau, và cuối cùng là sau khi có rồi thì chúng ta mới bước đến cái bước đó là recommendation, tức là cái bước mà gợi ý, đúng không? Đấy, gợi ý khuyến nghị. Đấy, và mới một cái thuật toán về hệ thống khuyến nghị thì có thể chia ra được thành rất là nhiều những cái dạng khác nhau, tức là những cái kỹ thuật lọc khác nhau. Đấy thì nó và với trong cái bài toán này của chúng ta thì chúng ta sẽ chia cái thuật toán phân loại đấy, nó lọc theo hai kiểu. Cái kiểu thứ nhất đó là lọc trên nội dung đấy, và cái kiểu thứ hai đó là lọc cộng tác. Với bài toán của chúng ta là chúng ta sẽ làm như vậy. Lọc trên nội dung là gì? Tức là đọc những cái đề xuất với những cái bài hát nó có những cái đặc điểm tương tự với những cái bài hát khác trong cái tập dữ liệu của chúng ta. Thế còn lọc cộng tác tức là gì? Là dựa trên những cái sự trùng lặp, dựa trên cái sự trùng lặp của các cái bài hát có trong danh sách phát trong trong tập dữ liệu. Đấy, thì nói như thế này thì có thể là hơi khó mua hiểu một chút, nhưng mà mình sẽ giải thích này. Đầu tiên tức là lọc trên nội dung. Đấy, ví dụ như là túi của các bạn có các cái nội dung, ví dụ như là mèo này, bò này, chim này, hay là cây cầu. Vậy từ nào, đặt câu hỏi, từ nào là từ bị đẻ ra? À, chắc chắn là cái từ cây cầu sẽ là cái từ mà các bạn sẽ bật ra đầu tiên, đúng không? Đấy, bởi vì là nó khác biệt đối với những cái này, mèo, bò và chim thì đều là động vật, đúng không? Đấy, hoặc là động vật còn sống hay là gì đấy, còn cây cầu nó chỉ là một cái tĩnh thôi. Đấy, thế hoặc bây giờ một câu hỏi nữa là chúng ta có một cái từ mới là từ con chó, vậy thì nó sẽ nằm ở trong cái túi nào giữa hai cái túi này, thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở cái túi nào, đúng không? Nó không đồng nghĩa với cây cầu, bởi vì chó giống với mèo, bò, chim ở đặc điểm là nó gì, nó là một loài động vật, nó còn sống hay là nó có mắt, vân vân. Đấy, thì tức là gì? Tức là chúng ta phải có một cái quy trình nào đấy khi các bạn phân biệt cái cầu nối, đúng không? Một cái cây cầu với các cái từ khác ở trong cái dataset của các bạn. Tức là chúng ta tập hợp các cái tính năng bằng cách chúng ta tìm ra những cái đặc điểm tương đồng về mặt tính năng giữa các cái item ở trong cái túi của các bạn.
đúng không? Vì về cơ bản chúng ta lọc lọc cái cầu đối đó, lọc cái cây cầu ra khỏi cái tập ban đầu của các bạn, đúng không? Và đó chính là cái hình thức mà lọc trên nội dung đấy, cũng là lọc trên những cái tính năng của từng mục để các bạn tìm được các cái gì, các cái mục tương tự như thế. Đấy, bằng cách chúng ta sẽ điểm cho cái ấn định một cái điểm cho cái mức độ tương tự của từng mục, và chúng ta sẽ đề xuất một cái mục dựa trên cái độ tương tự của nó, đúng không? Trên các cái tập mục khác ở trong tập dữ liệu. Đấy. Và trong cái bài toán của chúng ta ấy, là trong cái tập ngữ cảnh với bài toán Spotify, thì chúng ta sẽ phải lọc dựa trên các cái tính năng chung về gì, về độ lớn, về gì, về nhịp độ hay là vân vân. Đấy, để chúng ta tìm ra được cái điểm trung bình của toàn cái bộ cái danh sách phát đấy là bao nhiêu, thì lúc đó chúng ta sẽ đề xuất một cái bài hát có cái điểm mà giống với cái danh sách phát nhưng mà nó không có trong danh phát, đúng không? Không có trong danh phát thì đấy người ta mới gọi là bài toán hệ thống khuyến nghị. Thì đây chính là lập trên gì, lập trên về mặt nội dung đấy. Chúng ta quay lại một chút về cái khái niệm vừa rồi, thì còn một khái niệm nữa chính là lập cộng tác. Nào, vậy hai cái này nó có cái đặc điểm gì khác nhau? Đấy, thì ví dụ bây giờ các bạn có một ví dụ, you you là bạn đấy, bạn có một cái túi của mình đấy, người bạn của bạn có một cái túi của mình, đúng không? Bạn A có một túi, bạn B có một túi, bạn C có một túi, ví dụ như thế, tức là các cái từ điển đấy đấy. Và túi của bạn gồm các cái từ như thế này, được chưa? Và cái từ của bạn, cái CZ, ví dụ như là cat này, go này, bird này và breed, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ này chúng ta phải bắt đầu mình đi nhìn xem là không phải là lúc chúng ta chỉ nhìn trong túi của mình, bây giờ chúng ta không phải là chỉ nhìn trong túi của mình nữa, đấy là lọc theo nội dung, đúng không? Và bây giờ lọc cộng tác là gì, là chúng ta phải tìm dựa theo những cái người hàng xóm bên cạnh đấy. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mà với các bạn của các bạn cũng có những cái túi từ của riêng họ, đúng không? Có những cái từ của riêng họ, và nếu như mà có thì là yes, còn không có thì là no, và chúng ta tô màu hết cho tất cả. Cái đường đen này là một cái đường mà cái vạch bên trên chính là cái vạch về động vật, còn vạch bên dưới chính là những cái vạch về những cái đồ vật. Đây là bên trên động vật, là còn bên dưới là những cái vật vô tri vô giác. Thế thì sau khi mà các bạn thấy rằng là với trường hợp lọc cộng tác ấy, là chúng ta phải đi nhìn, ta phải có một cái điều tra, thì các bạn thấy rằng là khi mà các bạn so sánh cái túi của bạn đấy và với cái túi của bạn A, bạn B, bạn C đấy, thì các bạn thấy rằng là xem những cái từ nào, thì chúng ta ngạc nhiên, chúng ta thấy rằng là có 3 điểm không phù hợp với bạn A. Đây là với bạn A đấy, người ta so sánh đối chiếu đấy, so sánh và đối chiếu thì các bạn thấy rằng là có 3 cái điểm đây nhá. Thứ nhất là cái điểm thứ nhất là no yes này, thứ hai là no yes này, đấy, yes no này. Trên túi trên thì là có 3 điểm là không giống, đúng không? Còn túi dưới thì là gì, có một điểm không giống. Đấy, như vậy là có những cái đặc điểm mà không phù hợp với bạn A. Còn bây giờ đối với bạn C thì là có thể là gì? Một điểm là không giống này. Đấy, hai điểm không giống, ba điểm không giống, bốn điểm không giống, năm, sáu, bảy điểm. Có tức là rất nhiều điểm là không giống với lại bạn C. Đấy, tức là gì? Rất nhiều điểm không phù hợp, không giống với lại bạn C. Thế nhưng mà ví dụ như chúng ta trong trường hợp chúng ta lại kiểm tra xem là trong túi này có con chó hay không, thì bạn A không có. Thì bạn A có con chó này. Đấy. Bạn thì không có con chó, còn bạn C thì cũng không có con chó, tức là về xét về điểm của con chó hay không thì bạn thì túi của chúng ta lại có điểm tương đồng với bạn C, còn xét về điểm có nhiều điểm tương đồng hay không, túi của chúng ta lại gì, lại có nhiều điểm tương đồng hơn so với bạn gì, so với bạn A. Thì đấy là cái cách mà chúng ta phải lọc lọc dữ liệu đấy, lọc dữ liệu thì nhỉ, đặc điểm dựa dựa trên gì, dựa trên những cái điểm chung của bạn và bạn bè của bạn. Đấy, được chưa nhỉ? Rồi. Nhưng mà ví dụ như là your friend. Đấy, your friend thì ở đây cũng cũng có gì? Rất là nhiều những cái điểm như thế, khác nhau, giống nhau cũng có và khác nhau cũng có. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta phải lọc. Đấy. Tìm những cái đặc điểm chung trên trên bạn, đúng không? Và trên bạn bè của bạn. Thì người ta gọi đấy là lọc gì? Lọc cộng tác, đúng không? Rồi. Thế thì sau khi bước đó rồi thì chúng ta mới sang cái bước tiếp theo. Thứ hai đó là cái bước thực hiện, đúng không? Thì cái bước thực hiện ở đây nó là như thế này. Nó sẽ là một cái pipeline bao gồm có 3 phần, đúng không? Hai phần thôi, bởi vì cái phần mà code web nó sẽ là một cái phần khác. Đấy, thứ nhất đó là data extraction, tức là thu thập data thì các bạn phải download nó về, sau đó thì extraction nó ra, đúng không? Và cuối cùng reshape nó về cái format cụ thể.
Đấy, tiếp theo là tiền xử lý dữ liệu. Thì dữ liệu của chúng ta có 3 kiểu. Các kiểu thứ nhất là kiểu metadata, kiểu thứ hai là kiểu audio, và kiểu thứ ba là kiểu text. Thì chúng ta phải xử lý theo cái kiểu này, đúng không? Và sau đó thì cái part 3 là chúng ta sẽ tìm điểm tương đồng bằng cách là chúng ta sẽ tập hợp tất cả những cái tính năng và điểm chung và tìm ra cái mối quan hệ giữa các cái bài hát với nhau bằng một cái phương pháp Cosine. Đấy, và cuối cùng là chúng ta sẽ điều chỉnh ngưỡng để mà có thể gì nhỉ? Lấy được cái bài hát cụ thể, đúng không? Rồi. Rồi, thế thì sau khi phần đó chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Thì các bạn nhớ là phần thực hiện chúng ta sẽ phải tách ra thành 3 phần, được chưa? Phần thứ nhất là phần gì? Phần data extraction này người ta gọi là phần sơ chế. Đấy, sau đó sẽ là phần thực hiện cái phần mà tính thì tính cái độ gợi ý, đúng không? Đấy, thì có những cái phần như vậy. Thì đầu tiên đó là các bạn phải lựa chọn dữ liệu. Thủ tục dữ liệu, các bạn thấy rằng là với cái việc mà các bạn download dataset về thì sẽ có rất là nhiều những cái bài hát có thể trùng lẫn lẫn nhau. Thì cái việc đầu tiên khi các bạn làm cái này đó là các bạn phải loại bỏ những cái bài hát, đúng không? Đây. Chút để mình sẽ cho nó màu đỏ này cho dễ này. Đấy, loại bỏ những cái bài hát bị trùng lặp và tồn tại giữa nhiều danh sách khác. Đấy, và cái quá trình này nó sẽ phải có cái quá trình bao gồm những cái việc thu thập về tên của nghệ sĩ này, rồi tên của bài hát này, vân vân, để chúng ta không vô tình xóa những cái bài hát có thể cùng tên nhưng mà các nghệ sĩ nó khác nhau, có đúng không? Có phải là như thế không? Thế do đó là chúng ta sẽ phải kết hợp là nếu như hai cái mà giống nhau thì mới xóa, còn không thì chỉ sẽ không xóa, trong trừ trong trường hợp là gì nhỉ? À, khác nghệ sĩ nhưng mà trùng tên bài hát, đúng không? Đấy. Thế sau khi mà lựa chọn được dữ liệu rồi thì các bạn mới thực hiện một cái bước về kết kết nối, tức là chúng ta sẽ gì định dạng cái khung của dữ liệu để chúng ta chuyển cái generate thành từ từ cái dạng kiểu cột này thành cái dạng này. Đấy, tức là cái bài hát này có thể là thuộc vào những cái dạng gì. Đấy, thì nó sẽ làm gì nhỉ? Nó sẽ làm giảm giảm cái số cái cột dữ liệu hơn, đúng không? Đấy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bằng cái cách thực hiện cái hàm này. Đấy, được chưa? Apply data split này. Đấy. Rồi, thế thì đấy là cái phần đầu tiên, chính là cái phần sơ chế, đúng không? Đấy, sau cái phần thứ hai là chúng ta có phần đặc trưng. Đấy. Cái bước tiếp theo đó là cái bước mà extractor, đúng không? Là thiết kế những cái tính năng của cái dữ liệu khác nhau. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ phải phân loại dữ liệu dựa trên ba dạng. Là thứ nhất mình đã có metadata, dạng thứ hai là dữ liệu về âm thanh, dạng thứ ba là dữ liệu về về văn bản. Đấy. Và metadata người ta còn gọi là siêu dữ liệu. Đấy, siêu dữ liệu là gì? Tức là chúng ta đề cập đến những cái thuộc tính liên quan đến bài hát nhưng mà nó lại không liên quan đến chính bài hát đó. Đấy, ví dụ như là mức độ phổ biến hay là thể loại. Đấy, thì với metadata này thì chúng ta thường người ta có thể cân nhắc sử dụng đến one hot, đúng không? Tức là mã hóa one hot, một cái kỹ thuật phổ biến để các bạn chuyển đổi dữ liệu phân loại để thành các cái tính năng mà trong trong học máy đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì đối với metadata thì nó lại gì? Nó lại không phù hợp lắm. Nên mình nhắc lại về cái one hot này, ví dụ như cat thì là một, sau đó dog thì lại là một, người trâu trò thì lại là một, tiếp theo fit fit cũng lại là một, và đến trường hợp cuối cùng là cat thì nó sẽ là một này, nó sẽ chuyển từ các cái text này thành các cái vector tương ứng để nó có thể có phân biệt, sau đó nó tính toán nó dễ dàng hơn, được chưa? Đấy, thế nhưng mà trong trong Spotify, trong metadata thì gần như là người ta không dùng như vậy nhá. Bởi vì là nó không có những cái nhãn cụ thể, bởi vì các bạn thấy rằng là gì, thể loại trong Spotify nó phân bổ, nó không cân bằng với những cái thể loại thịnh hành hơn, đúng không? Trong khi có những cái thể loại khác nó có thể khó hiểu hơn, hoặc là một nghệ sĩ, đúng không, một nghệ sĩ có thể là một bản nhạc thì nó được liên kết với rất nhiều các cái thể loại khác nhau, nên chúng ta không thể nào mà phân biệt, chúng ta không thể nào cân nhắc được cái tầm quan trọng của từng thể loại đó, đúng không? Nên chúng ta không thể cố định được rằng cái bài hát đó thuộc thể loại gì, nên chúng ta không thể dùng được one hot hết one hot learning như vậy, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ phải thực hiện một cái kỹ thuật nhá, không dùng cái này nữa. Đấy, cái này không dùng nữa này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện một cái kỹ thuật, đó là cái kỹ thuật bên dưới, chính là kỹ thuật TFDF. Đó là cái kỹ thuật này. Chính là cái bệ phận TF-IDF, nó sẽ được giới thiệu và áp dụng cho cái thể loại này. Tức là gì? Là tần suất tài liệu nghịch đảo.
Đấy, tần thì nó sẽ là tích của hai cái là tần suất thuật ngữ nhân với tần suất tài liệu mình đạt. Đấy, tần suất thuật ngữ là gì? Là số lần mà cái thuật ngữ đấy nó xuất hiện trong 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 mỗi tài liệu. Còn và chia cho tổng số từ trong tài liệu. Còn tần suất tài liệu nghịch đảo tức là gì? Là giá trị nhật ký đấy của cái tần suất tài liệu. Đó là cái số lần mà nó xuất hiện trong tổng tổng số tài liệu có một thuật ngữ như thế. Đúng không? Đấy, thế thì mục tiêu của nó là nó sẽ thể hiện được cái nhá, tính cái công thức này là nó sẽ thể hiện được cái tầm quan trọng của một cái từ trong tài liệu, bởi vì của một cái từ trong tài liệu và cái kho dữ liệu đấy như thế nào. Được chưa? Thì động lực của nó nhá, mình nhắc lại, động lực của nó không chỉ quan trọng trong mỗi một tài liệu, đúng không nhỉ? Động lực của nó không chỉ quan trọng ở trong mỗi một tài liệu, có nghĩa là trong mỗi một bài hát, và bên cạnh đó là cái chúng ta phải tìm được cả cái tầm quan trọng ở trong thì toàn bộ cái danh sách gì, danh sách phát đấy, toàn bộ cái danh sách phát thì chúng ta mới phải sử dụng cái công thức này. Đấy, thì đây là cái công thức tính tính nó tính TF IDF đấy, nó sẽ được tính bằng cái công thức gì, đúng không? Để từ đó chúng ta sẽ có thể xác định được cái thể loại nổi bật nhất trong mỗi một bài hát và cái mức độ phổ biến nhất của chúng trong các cái bài hát, để xác định được cái mức độ quan trọng của cái thể loại đó là cái thể loại gì, thì lúc đó là nó chúng ta mới sử dụng hơn, đúng không? Nó sẽ tốt hơn mã hóa one hot rất nhiều, bởi vì nó không có một cái trọng số, bởi vì với mã hóa one hot nó không có một cái trọng số để mà nó xác định được cái mức độ quan trọng và phổ biến của mỗi thể loại như nào, cho đến là cái việc mà nó sẽ đạt trọng số một cách linh tinh hay là quá mức và những cái thể loại không phổ biến, thì đó là lý do vì sao mà chúng ta phải sử dụng cái TF IDF này nhá, được chưa? Đấy. Thế thì ở đây chính là cái phần code. Đấy, các bạn có thể sử dụng hàm TF-IDF Vectorizer từ thư viện Skill Learning để cái phần này là cái phần các bạn sẽ tính ra, được chưa? Các bạn sẽ tính ra được cái điều đó. Đó, đấy là cái phần đầu tiên. Thế thì sau khi mà tính được ra rồi, đấy, chúng ta sẽ có một cái kết quả rồi, thì chúng ta phải sử dụng một cái Minmax Scalar. Đấy, Minmax Scalar tức là chúng ta sẽ chuẩn hóa cái giá trị đấy về 0 và 1 để tính toán nó dễ dàng hơn, được chưa? Đấy, thì để chúng ta thấy được rằng là ý tưởng là gì, những cái bài hát phổ biến đúng không nhỉ, được nghe bởi những người thích đấy, thì giá trị là gần không hay gần một đấy, và những cái bài hát ít phổ biến hơn đấy, ít được lắng nghe hơn đấy bởi những người có cùng sở thích, thì nó sẽ tính gần về không hơn, đúng không? Đấy, chúng ta chuẩn hóa như thế để tính toán nó dễ dàng hơn. Thì đấy là cái phần đầu tiên là metadata. Cái phần số 2 chính là phần âm thanh. Âm thanh là gì? Âm thanh là đề cập đến những cái tính năng âm thanh của bài hát được trích xuất bằng API Spotify. Nó có thể là về độ lớn, nó có thể về nhịp độ, nó có thể là về về gì nhỉ, về khả năng khiêu vũ, hoặc là về năng lượng, hay về giọng nói, hay là về nhạc cụ, hay là về độ sống động, hóa trị, hay là tài liệu, vân vân. Và các bạn chú ý là trong cái dự án này chúng ta, thì cái thao tác duy nhất mà chúng ta tiến hành đó là chúng ta chuẩn hóa trên những cái giá trị gì, những cái giá trị tối đa là giá trị nhỏ nhất của một biến. Đấy. Nên là do đó chúng ta sẽ có thể sử dụng mã hóa one hot, đúng không? Sử dụng mã hóa one hot để làm gì? Để tiến hành trên một số những cái tập tính năng khác. Đấy, và đặc biệt ví dụ như là cái khóa của bản nhạc đây này, key và mode. Đấy, sử dụng one hot để lấy được để biết được rằng là để lấy được key và mode của bản nhạc. Và được chưa nhỉ? Đấy, và bằng cách giả sử tất cả mọi khóa đều có một cái trọng số như nhau thì chúng ta mới sử dụng được cái mã hóa văn hot này, thì nó sẽ được biểu diễn tốt nhất về cái mặt văn học, đúng không? Đấy, thì để mà làm từ sau thì chúng ta phải cần điều chỉnh được cái tham số, đó là lý do vì sao mà người ta nhân với 0,5 đây, điều chỉnh được tham số để mà cải thiện được cái giá trị của dự đoán, đúng không? Đấy, phần cũng như là các cái phần dưới người ta cũng có cải thiện cái tham số, sau đó người ta min scalar lại này, cải thiện cái trang số người ta transform lại để làm cho tốt hơn về cái dự đoán nó tốt hơn, được chưa? Thế đấy là cái về âm thanh, một cái cuối cùng là cái về chữ, thì các bạn biết rằng là chữ thì nó rất là khó, đúng không nhỉ? Đấy, thì cái tính năng văn bản duy nhất mà chúng ta dùng đến khi mà chúng ta nói đến chữ ấy, thì chắc chắn là tên của bản nhạc, đúng không? Không phải là lyric hay gì mà bắt buộc phải là tên bản nhạc để chúng ta tìm được ra là cái độ tích cực và cái sự chủ quan của cái bản nhạc đó. Đó. Cái sự chủ quan ở đây tức là gì? Sự chủ quan ở đây tức là những cái lượng ý kiến cá nhân và những cái thông tin thực tế mà người ta có trong cái văn bản đấy. Còn cái polarity tức là gì?
đó là cái sự độ nhận diện mạnh mẽ, hay người ta cần gọi là cái sự phân tích tình cảm đấy, mà mình đây mình viết cái text là dựa để phân tích tình cảm, tức là cái độ phổ biến mạnh mẽ đấy, dẫn đến xem là cái tên của cái bài hát đấy nó phù hợp với những cái gì hơn, đúng không? Nó thiên hướng về cái gì hơn, đúng không? Nó thiên hướng về cái cảm xúc nào hơn, thì dựa theo đó chúng ta sẽ tìm được ra những cái bài hát tương tự từ cái tên bài hát ở thời điểm hiện tại, đúng không? Đấy, thì để làm được như thế chúng ta sẽ viết hai hàm bên trước và hai hàm đằng sau. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ trích xuất những cái dữ liệu qua tình cảm, đúng không nhỉ? Và bên cạnh đó là những tính năng âm thanh và thông qua cái thông tin của văn bản. Đấy, ví dụ như là nếu như tâm trạng chung của bài hát mà là tích cực, ví dụ thế, thì chắc chắn là người dùng này phải đề xuất những cái bài hát tích cực, đúng không? Thế nhưng mà tuy nhiên thì do cái độ dài ngắn của tiêu đề, bởi vì chúng ta đang nói về chữ, độ dài ngắn của tiêu đề, thì hai kích thước, đúng không, hai hai cái thước đo nó có thể không tạo ra cái kết quả tối ưu đấy, nên là người ta mới dùng một cái kỹ thuật để có thể phân tích được cái tình cảm cảm xúc đấy, đó là cái tick box centimeter đây, đó, cái tick box centimeter nó rất là nằm ở cái đây là cái trên này đấy, cái tick box centimeter đấy, tick box centimeter chấm subjectivity đấy, để người ta phân tích được cái điều đó, được chưa? Thì sau khi mà chúng ta làm được ba cái rồi, cái hình ảnh này nó hơi mờ, nhưng tuy nhiên thì sau khi chúng ta biết được rằng là có metadata, có audio và có gì, có text, thì chúng ta sẽ kết hợp tất cả những cái tính năng đấy thành một cái hàm đấy, thành một cái dev đấy, để chúng ta có một cái gì, một cái chức năng cuối cùng để chúng ta đẩy nó vào cái khung dữ liệu thôi là được, đúng không? Đấy, đấy là cái phần đặc trưng. Và sau đến cái phần cuối cùng là cái phần số 3, chính là cái phần mà quá trình. Đấy, quá trình thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải tóm tắt danh sách phát, đúng không? Đấy, bởi vì là sau khi mà trích xuất tất cả cái dữ liệu của bài hát và transform, đúng không, thì cái quá trình thực hiện nó sẽ phải trải qua hai cái bước. Cái đầu tiên là chúng ta phải bước tóm tắt danh sách phát đấy, cái nội dung nó như nào, và sau đó thì chúng ta mới tương tự vào khuyến nghị. Thì các bạn phải hiểu là đối với cái project của chúng ta là gì, chúng ta đẩy vào đây một cái danh sách phát này, sau đó nó sẽ tìm ra những cái đặc điểm chung nhất, dùng hai cái phương pháp lọc đấy, đúng không, đấy, để tìm được ra cái đặc trưng của cái danh sách phát đó, và dựa vào đặc trưng của danh sách phát đó thì nó sẽ visualize, đúng không, nó sẽ tìm ra những cái bài hát cụ thể mà ứng bài hát mà đề xuất trong dataset cũ của chúng ta ấy mà có những cái tính năng tương tự như vậy. Thì nó có hai bước. Thì bước đầu tiên là bước tóm tắt danh sách phát. Đấy, thì cái kết quả cuối cùng của một danh sách phát, ví dụ có 8 bài và có những cái trọng số như thế này, thì cái kết quả cuối cùng của danh sách phát đó sẽ là một cái gì? Là một cái vector. Đấy, chúng ta tìm thấy những cái tính năng của những cái bài hát đó dựa trên tổng dữ liệu, đúng không? Và cuối cùng chúng ta, và nhớ là tổng dữ liệu này thì phải càng nhiều bài hát càng tốt. Càng nhiều bài hát thì nó càng làm giảm cái khả năng không có những cái bài hát trùng khớp trong danh sách phát, thì cuối cùng chúng ta sẽ có cái vector là giá trị tính năng của từng bài hát nó được tổng hợp lại dưới dạng một cái vector tóm tắt như thế này, và sau đấy chính là cái việc tóm tắt danh sách phát, thì người ta sẽ viết cái hàm này thôi. Đấy, viết cái hàm này thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả là như vậy đó. Thì tiếp theo là sau khi đó chúng ta mới có thể tương tự và khuyến nghị. Đấy, sau khi mà các bạn có được cái vector tóm tắt rồi thì các bạn phải tìm được cái điểm giống nhau giữa từng cái bài hát riêng lẻ, đúng không? Để tìm trong cơ sở dữ liệu và danh sách hát bằng cách chúng ta sử dụng một kiến thức nữa, đó là kiến thức từ độ tương tự Cauchy. Đấy, tức là gì? Nó là một cái phương pháp đo lường giống nhau giữa hai cái vector. Đấy, giữa hai vector. Cái đặc điểm của nó là gì? Là nó dễ nhìn, nó dễ trực quan, đúng không? Và nó bởi vì nó là vector hai chiều. Đấy, ví dụ như chung một hướng thì các bạn thấy rằng là cái độ tương tự của nó đang rất là tốt. Tách ra, càng tách, điều đó đồng nghĩa với việc là hai là cái vector nó gần như là gì? Đối diện, nó opposite với nhau. Đúng không? Đấy. Thì càng xa thì là càng không tốt. Vậy là chúng ta càng sẽ xu hướng chọn thì phải là chọn cái vector có cái độ gì? Khoảng cách nó gần càng gần càng tốt, đúng không? Nhưng mà không thể nào mà trùng, không thể là trùng mà không thể nào gần quá. Bởi vì khi hai vector mà nó có trùng trùng thì gần như chúng ta không tìm được thấy ý nghĩa của bài hát. Đó, và trong trường hợp đó là chúng ta sẽ chỉ thêm 5 cái bài hát vào mà thôi. Đấy, thì có nghĩa là cũng phải có những cái khoảng cách, đúng không? Thì đó là cái cách mà chúng ta trực quan về về cái mặt toán học.
Thì đây chính là cái công thức tính 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 ấy này. Thì là tích gì nhỉ? Tích vô hướng chia tích độ dài, và người ta sẽ tính bằng cái công thức như thế này. Đấy. Thế thì sau khi đó thì đây chính là cái phần code. Thì nó may một cái là đối với cái trường hợp này ấy, chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng cái hàm cosine similarity. Đây nhỉ? Đây nhỉ? Đây. Đấy, sử dụng có thể hoàn toàn sử dụng cái hàm cosine similarity có ở trong thư viện Scikit-learn. Đấy, Scikit-learn để cho đánh được giống nhau giữa các cái vector đấy và nó trả về kết quả. Và chúng ta có cái kết quả thôi. Một cái lợi thế rất tốt của cái này đó là nó tính toán trên ma trận, em nhân ma trận. Đấy, nên nó làm hạn chế rất nhiều, nó làm tốt hơn rất nhiều về cái độ phức tạp về thời gian của so với những cái thuật toán khác. Đó, nên là nó sẽ ra một cái kết quả nó cũng rất là nhanh, và cuối cùng nó sẽ ra một cái plastic non plastic, đúng không? Đấy, cuối cùng nó sẽ ra là một cái list như thế. Thì cuối cùng chúng ta sẽ được một cái kết quả như này. Thì như mình nói trước là cái phần mình có bỏ cái phần số 2, chính là cái bài toán phân cụ. Đúng không? Và cái phần à đây bài toán này bài toán phân cụ này. Còn đây là cái bài toán của chúng ta. Đấy, là lọc dựa trên hai cái phương pháp đấy. Và chúng ta sử dụng trên một cái dữ liệu mà gồm có 20 bài toán. Đấy, thì chúng ta phải xem là so sánh, đến lúc cuối cùng chúng ta phải so sánh xem là nó có cái sự đồng thuận nào không. Hai cái thuật toán này nó đưa ra cái kết quả nó có giống nhau, nó có khác nhau nhiều hay không. Thì đó mới biết được rằng là cái hệ khuyến nghị đấy nó có cái thước đo đấy nó là tốt hay nó là xấu. Đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ phải thấy rằng là cái kết quả. Thì thực ra thì các bạn thấy rằng là trong cái danh sách phát mẹ và so sánh với hai danh sách phát con thì các bạn thấy rằng là kết quả nó rất là gì khác nhau từ đầu đến cuối, có đúng không? Và ở đây cái phương pháp hay sử dụng phương pháp lọc dựa trên nội dung và phương pháp sự phân cụ, đúng không, sử dụng KNN ấy, đấy, ca láng giềng, thì các bạn thấy rằng là nó khác nhau rất là nhiều. Có một cái địa điểm chung giống nhất mà các bạn có thể nhìn thấy là đều có một cái bài hát của Beyoncé, đúng không? Đều có một cái bài hát của ca sĩ Beyoncé, nhưng nó lại là hai cái bài hát khác nhau. Đấy, nó không khớp một chút nào. Như vậy là có hai khả năng xảy ra, đúng không nhỉ? Một là cả hai mô hình này hoạt động đều không tốt. Đấy. Và hai là gì? Là có thể do kích thước của tập dữ liệu nó thiếu, nó chưa điều chỉnh được cái siêu tham số hay là những cái ràng buộc của mô hình. Đấy, nên thì nó có thể là cả hai đều không tốt. Nên tuy nhiên cũng có thể có một trường hợp là gì, một cái mô hình trong hai mô hình này là một mô hình tốt, còn mô hình còn lại thì không tốt cho lắm, nên nó không theo kịp được, không bắt chế được, bởi vì thì tất cả là mọi cái kết quả nó ra giống nhau thì nên nó rất là buồn cười đấy, đúng không? Thì bất kể điều đó nhé, đấy, thì các bạn phải hiểu là rằng là cái vấn đề điều quan trọng đó là chúng ta phải so sánh. Đấy, so sánh và chúng ta phải trực tiếp là một cái người trải nghiệm, đúng không? Chúng ta trực tiếp là người trải nghiệm thì chúng ta mới biết được rằng là cái mô hình nào nó tốt hơn. Và mình nghĩ rằng là cái mô hình đầu tiên ấy mà chúng ta làm là cái mô hình tốt hơn, bởi vì xong đến lúc mà cái phần các bạn code web nhá, cái phần code web mà code flat thì nó ra 10 lít, lúc đó chúng ta mở lên chúng ta nghe thì chúng ta mới biết được rằng là nó có ok hay không như thế nào. Đấy, thì đó là cái nội dung mà ở cái phần phần như thế. Thì cũng để qua đây để cho các bạn biết được rằng là cái lợi thế, đúng không nhỉ? À, cái lợi thế của những cái công ty lớn trong cái lĩnh vực khuyến nghị ấy, họ có rất nhiều dữ liệu. Do đó họ cái độ chính xác hay là cái kết quả họ có thể tận dụng được thì là rất là tốt. Đấy. Và về cơ bản như thế thì chúng ta cũng hiểu được một phần nào về cái hộp đen, đúng không? Trong những cái công ty đó, cái họ viết những cái thuật toán khuyến nghị khét tiếng như thế nào, nhưng mà nó bí mật như thế nào. Đấy, nhưng về cơ bản là nó cũng là sử dụng những cái thuật toán. Và thực ra thì về khuyến nghị ấy, càng tốt hay không, ví dụ TikTok hay là gì đấy, thì nó phải trải qua rất là nhiều những cái quá trình mà họ thay đổi những cái thuật toán khác nhau, cũng như là họ transform lại và điều chỉnh cái tham số rất là nhiều thì nó mới được như thế. Còn cơ bản của chúng ta là gì? Chúng ta chỉ mới đang dừng lại ở cái mức đó là gì, cơ bản thôi. Đấy. Thì trong cái bài viết này thì mình đã hướng dẫn là các bạn là những cái kiến thức cơ bản về một cái hệ thống đề xuất. Đấy, và liên quan đó là với hai cái phương pháp lọc, đó là lọc nội dung và lọc cộng tác. Và sau đó thì chúng ta đã cùng nhau xây dựng một cái hệ thống lọc dựa trên nội dung, đúng không nhỉ? Chứ không phải là lọc trên cộng tác, nhớ là lọc trên nội dung bằng cách chúng ta
sử dụng dữ liệu danh sách phát Spotify ngay từ đầu. Và điều này thì khiến cho chúng ta cần phải tiền xử lý dữ liệu, đúng không? Và sau khi đó thì chúng ta tạo những cái tính năng và tạo một cái mô hình đề xuất. Đấy, và chúng ta cũng đã nói về một số những cái ràng buộc để cho thấy được rằng là những cái phương pháp này có thể tối ưu hóa hơn nữa bằng một số những cái phương pháp, những cái cách thức để đảm bảo được cái kết quả tốt hơn. Và sau đó cuối cùng thì chúng ta cũng đã làm gì? Chúng ta cũng đã so sánh đề xuất với những cái hệ thống bài hát khác, ví dụ điển hình như là một cái bài toán phân cụm, đúng không nhỉ? Phân nhóm, để các bạn thấy rằng là để làm ra được một cái mô hình như thế này thì nó cũng không hẳn là quá dễ dàng, đúng không? Những cái khó khăn trong việc chúng ta đo lường về sự thành công của một cái hệ thống đề xuất trong một cái môi trường đã ngầm mở, thì đó là những cái nội dung mà hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Còn về cái phần code cũng như là cái phần code web thì mình sẽ quay một cái video sau để dẫn các bạn sau và chia sẻ với mọi người sau. Thì hẹn gặp lại các bạn tại cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người.